Hello there, welcome back. Chào mừng các em đã đến với kênh của thầy An. Today we are going to learn Unit 3, My Foreign Friend, Workbook Global Success 5. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào Unit 3 chủ đề Những người bạn người nước ngoài của sách bài tập tiếng Anh lớp 5 Global Success. Okay, now are you ready? Let's start. Now, the first part is Work stress and vocabulary. Chúng ta sẽ đi, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên, phần trọng âm của từ và phần từ vựng nhé. Now exercise one, listen and circle. ở phần bài tập đầu tiên hãy nghe và khoanh tròn từ chúng ta nghe được. Now number one, he's a polite, be alone, C clever. Anh ấy như sao? Polite, lịch sự. He's alone. Anh ấy cô đơn. He's clever. Anh ấy thông minh. Now, number two, their new English teachers are. Their new English teachers are. À, những giáo viên môn, dạy môn tiếng Anh mới của họ thì sao? A. Helpful. Tốt bụng hay giúp đỡ người khác. B. Creative. Sáng tạo. C. Fantastic. Là gì? Tuyệt vời. Which one? Now, listen. One. He's clever. Clever. He's. Clever, anh ấy thông minh, right? He's clever. He's ở đây là dạng rút gọn của he, e nhé. Now number two. Two. Their new English teachers are helpful. Helpful, helpful. The new English teachers are helpful. Okay, à, giáo viên môn tiếng Anh của họ thì sao? À, tốt bụng, right? Now let's see. Great. Say the sentences aloud. Hãy luyện thực hành hai câu này. Number one, he's clever. Number two, their new English teachers are helpful. Okay. Now, exercise to label the picture. Ở phần bài tập số 2, chúng ta hãy dán nhãn vào các bức tranh. Ở đây chúng ta có bốn từ. The first one, active. Active có nghĩa là gì? Tính từ năng động. Australian, tính từ năng có quốc tịch Úc hay gọi là người Úc helpful tốt bụng tính từ hay giúp đỡ người khác Malaysian cũng là tính từ có nghĩa là gì có quốc tịch Malaysia người Malaysia alright now have a look at the picture number one you see what he doing he playing soccer uh, he playing football So he's active, right? Ở bức tranh đầu tiên chúng ta thấy bạn này đang chơi thể thao, chơi bóng đá. Bạn này năng động, right? Như vậy chúng ta sẽ chọn là gì nhỉ? Active here. Now, look at picture number two. Look at this. He's Malaysian. He's Malaysian. Okay, he's Malaysian. Chúng ta hãy nhìn vào lá cờ này và chúng ta có thể biết được là bạn nam này có quốc tịch Malaysia người Malai, alright? Okay, Malaysian. Alright, now picture number three. Look at the, she's Australian. Okay, she's Australian. Nhìn vào lá cờ này, thì chúng ta sẽ biết được cô ấy có quốc tịch úc. Cô ấy là người úc, right? Okay. And the last one, helpful, right? You see? this picture, this picture, uh, he helps his mom fold up the clothes, the clothes, right? So he's helpful. Ở bức tranh này thì chúng ta thấy bạn nam uh, giúp đỡ mẹ gấp quần áo như vậy bạn nam này thì sao nhỉ tốt bụng giúp đỡ người khác ok helpful ok excellent Now, exercise 3, circle and write. Ở phần hoạt động số 3, ở phần bài tập số 3, chúng ta sẽ khoanh tròn từ đúng. Okay. Number one, his teachers are from America. They're American, uh, they're Australian. American, right? Uh, giáo viên của nấy đến từ Hoa Kỳ, đến từ đất nước Mỹ. Họ có quốc tịch Mỹ, đúng không? Đến từ Mỹ, Họ có quốc tịch Mỹ. ok Hay là họ là người Mỹ? Right. Number 2. This is my friend Akiko from Japan. She's Chinese or Japanese. Japanese. Right. Đây là người bạn của tôi tên là Akiko đến từ đất nước Nhật Bản. Cô ấy là người Nhật. Right. Cô ấy là người Nhật đến từ Nhật Bản. Cô ấy là người Nhật. Cô ấy có quốc tịch Nhật Okay. Number three, her new classmates are very clever or favorite. Clever. Okay. Bạn học cùng lớp mới của cô ấy thì rất là làm sao? Rất là thông minh. Okay. Number four, the shopkeeper is very friendly or sad and always smiles. Người mà luôn hay cười thì người đó rất là thân thiện. Right? rất là thân thiện uh, người bán hàng thì rất là thân thiện và luôn cười Okay, now let's check excellent now the second part sentence patterns bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo phần mẫu câu exercise one read and complete ở phần bài tập này chúng ta hãy đọc và hoàn thành vào ô trống bên dưới chọn đáp án đúng number one my new my new teacher is American, America or Australia, American. Okay, giáo viên mới của tôi có quốc tịch Mỹ hay giáo viên mới của tôi là người Mỹ, đúng không? À, chúng ta sử dụng America trong trường hợp nào? He's from America. Anh ấy đến từ uh, đất nước Mỹ. Anh ấy đến từ Hoa Kỳ. Hay là she from Australia. Cô ấy đến từ đất nước Úc. Okay còn trong trường hợp này chúng ta sẽ là gì giáo viên của giáo viên mới của tôi có quốc tịch mỹ nhé okay number two some of his friends live in australia but they are not australian australian một số người bạn qua nấy sống ở úc nhưng họ không phải là người úc một số người bạn của anh ấy sống ở Úc nhưng họ không có quốc tịch Úc. Ok. Có quốc tịch Úc nhé. Đây là gì? Japan là đất nước Nhật Bản. Malaysia, đất nước Malaysia. Ok. Number three. My dog A. Is... A. Hope. B. Helpful. C. Helper. Helpful. Ok. Con chó của tôi thì rất là hữu ích. Ok. Number four. I think she is a an person because she enjoys playing sports. Which one? A friendly, B actor, C active. Friendly là thân thiện, actor là gì? diễn viên. Uh, active năng động. Tôi nghĩ cô ấy là một người như thế nào bởi vì cô ấy thích chơi thể thao. À, năng động, very active. Người chơi thể thao là một người khá là năng động. I think she is an active person because she enjoys playing support. Tôi nghĩ cô ấy là một người năng động bởi vì cô ấy thích chơi thể thao. Okay. Great job. Now let's check. Excellent. Now exercise number two, read and match. Ở phần ở phần bài tập này chúng ta sẽ nối các câu hỏi ở cục bên trái tương ứng với các câu trả lời ở cục bên phải. Ok, now question number one, what nationality? Is he what nationality? Is he anh ấy có quốc tịch là gì? Câu trả lời sẽ là he uh, he is Malaysian, okay? He is Malaysian, he uh, he's Malaysian, he is là dạng rút gọn của he is nhé. À, anh ấy có quốc tịch gì? Anh ấy có quốc tịch Malay, hay anh ấy là người Malay, okay? Question number two. Where's he from? Anh ấy đến từ đâu? Where là dạng rút gọn của where is. Okay. Where is he from? Anh ấy đến từ đâu? He's from America. He's from America. He's là dạng rút gọn của he is nhé. He's from America. Or he is from America. Anh ấy đến từ Hoa Kỳ. Từ Mỹ. Right? Đất nước Mỹ. Right? Question number three What's she like? What's she like? Đây có nghĩa là gì? Quái như thế nào? Đây là một câu hỏi để hỏi về tính cách quay đó đúng không? What ở đây là dạng rút gọn của what is What is she like? Cô như thế nào? She's clever She's clever She ở đây là dạng rút gọn của she is nhé She is clever or she's clever. Quái thông minh. Quái như thế nào? Quái thông minh. Thế. Now question number 4. What does she look like? What does she look like? Là cô ấy trông như thế nào? Cô ấy trông như thế nào? Đây là câu hỏi hỏi về tính cách của ai đó. Còn đây là câu hỏi hỏi về ngoại hình của ai đó. Cô ấy trông như thế nào? She is tall and slim. She ở đây là dạng rút gọn của she is. She is tall and slim. Hay mình có thể nói rút gọn là gì? She's tall and slim. Okay. Cô ấy cao và có dáng người mảnh khảnh. Okay. Now let's check. Excellent. Now the next part is listening. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo, phần listening, phần nghe nhé. Listen and take a cross. Hãy nghe và đánh dấu tick hoặc là đánh dấu cross. Đánh dấu chữ V hoặc là đánh dấu nhân này. Okay. Chúng ta nghe nội dung của bài đọc mô tả đúng với bức tranh thì chúng ta sẽ đánh dấu thích. Còn nội dung của bài đọc, bài nghe chúng ta nghe được không đúng với mô tả bức tranh thì chúng ta sẽ đánh dấu cross. Okay? Now, number one. Look at this picture number one. Chúng ta nhìn vào bức tranh này chúng ta thấy cô gái này có quốc tịch gì nhỉ? British. She's British. Cô ấy có quốc tịch Anh. Hay mình có thể nói là cô ấy là người Anh. Đúng không? Bây giờ mình sẽ nghe xem đoạn hội thoại có mô tả rằng là cô ấy có quốc tịch Anh không nhé. Now listen. One. I have a new pen friend and she's very friendly. Great. What nationality is she? She's British. She lives in London. She's British. She lives in London. À, trong bài có nghe là gì? Cô ấy là có quốc tịch Anh, cô ấy là người Anh, đúng không? Cô ấy sống ở London, như vậy chúng ta sẽ đánh dấu Trong bài các bạn ấy có nói gì nhỉ? Bạn ấy có nói gì? I have a new pen friend and she's very friendly Tôi có một người bạn qua thư Người bạn mới qua thư Người bạn mới qua thư và cô ấy rất là thân thiện B, great What nationality is she? Tuyệt Thế cô ấy có quốc tịch là gì quốc tịch của cô ấy là gì eh hey, she british she lives in london cô ấy uh, là người anh hey, cô ấy có quốc tịch anh cô ấy sống ở london thủ đô london ở anh đúng không như vậy chúng ta sẽ đánh dấu tích ok Now listen again bây giờ chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa nhé one i have a new pen friend And she's very friendly. Great. What nationality is she? She's British. She lives in London. Okay. Now, have a look at picture number 2. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào bức tranh số 2. Nhìn vào bức tranh này chúng ta thấy cô ấy có quốc tịch ở đâu nhỉ? She's Thai. She's from Thailand, right? quý à, có quốc tịch Thái cô ấy là người Thái đúng không? Nhìn vào lá cờ này thì chúng ta thấy là cô ấy là người Thái, cô ấy là người đến từ đất nước Thái Lan. OK? Now listen. Two. Is your teacher from Thailand? No, she isn't. What nationality is she? She's Malaysian. She Malaysian trong bài nghe có nói cô ấy là người Malaysia nhưng trong hình ảnh này chúng ta thấy cô ấy đang cầm lá cờ của đất nước Thái Lan như vậy chúng ta sẽ đánh dấu cross ok bạn A có nói gì? Is your teacher from Thailand Is your teacher from Thailand giáo viên của bạn à, đến từ đất nước Thái Lan phải không? B no she isn't không phải A. What nationality is she? Cô ấy có quốc tịch là gì? Quốc tịch của cô ấy là gì? B. She's Malaysian. She's Malaysian. Cô ấy là người Malaysia. Cô ấy có quốc tịch Malaysia. À, bài nghe thì là người Malai. Còn hình ảnh ở đây là người Thái. Như vậy chúng ta sẽ đánh dấu cross. Understand? Chúng ta nghe lại một lần nữa nhé. Two. Is your teacher from Thailand? No, she isn't. What nationality is she? She's Malaysian. Alright, now look at picture number three. Look at picture number three. What he doing? He's playing badminton. Right? He's playing badminton, right? He's active, right? At so three, khá là năng động. Bây giờ chúng ta sẽ nghe xem bài nói có mô tả đúng với bức tranh không nhé. Nào, listen. 3. Hi Ken. Do you know there's a new pupil in our English class? Really? What's he like? Well, he's really friendly and active. He likes playing basketball. That's awesome. We can play basketball together. Ok. Trong bài chúng ta có nghe gì nhỉ? He really he's really friendly and active. He like he likes playing basketball. Anh ấy rất là thân thiện và năng động, anh ấy thích chơi bóng rổ. Vì vậy chúng ta sẽ nên vô thích. Right? Hi Ken, do you know there's a new pupil in our English class. Chào Ken, bạn có biết là trong lớp học tiếng Anh của chúng ta thì có một bạn học sinh mới không? B. Really? What's he like? Thật vậy sao? À, bạn ấy như thế nào? Cậu ấy như thế nào? Well, he's really friendly and active. He likes playing basketball. À, cậu ấy rất là thân thiện và năng động. Cậu ấy thích chơi bóng rổ. B. That's awesome. We can play basketball together. Oh, thật là tuyệt vời. Chúng ta sẽ có thể chơi bóng rổ cùng nhau. Ok. Như vậy là trong bài mô tả đúng với nội dung bức tranh. Như vậy chúng ta sẽ đánh dấu tick. Now, listen again. Chúng ta cùng nhau nghe lại một lần nữa nha. 3 Hi, Ken. Do you know there's a new pupil in our English class? Really? What's he like? Well, he's really friendly and active. He likes playing basketball. That's awesome. We can play basketball together. Okay, great. Now, have a look at pigeon number four. Look at that. You see? What's he like? He's clever. He's hardworking, working, right? Nhìn vào bức tranh này chúng ta thấy là bạn nam này có vẻ là thông minh, chăm chỉ, right? Okay. Now, listen. Bây giờ chúng ta cùng nghe nhé. Four. What's your new friend like? He's great. He's very clever and he's very good at maths. That's cool. Is he helpful, too? Yes, he is. He's very clever and he's very good at math. So, we put a tick, okay? Uh, bạn ấy có nói gì? What's your new friend like? Uh, bạn mới của bạn như thế nào? Tính cách như thế nào? B, he's great, he's very clever and he's very good at math. à, cậu ấy rất là tuyệt, cậu ấy rất là thông minh và rất là giỏi môn toán. hey, that's cool. Is he helpful too? Thật tuyệt. À, cậu ấy cũng tốt bụng chứ. B, yeah, he is. Đúng thế. À, cậu ấy tốt bụng. Cậu ấy cũng tốt bụng chứ. Yes, he is. Đúng vậy. Okay, so we put a tick, right? Now, listen again. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại một lần nữa nha Four. What's your new friend like? He's great. He's very clever and he's very good at maths. That's cool. Is he helpful too? Yes, he is. Now, let's move on to the next part speaking. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần speaking, phần nói. Look, ask and answer. hãy nhìn vào bức tranh, hãy quan sát bức tranh, hãy hỏi và trả lời. Ok. Now look at this picture. What nationality is the boy? What nationality is the boy? Nhìn vào bức tranh này, chúng ta các bạn hãy cho biết là bạn nam này có quốc tịch là gì đây? He's Australian. He's Australian. Cậu ấy có quốc tịch Úc. Cậu ấy là người Úc, right? Okay. And what's he like? What's he like? Và cậu ấy như thế nào? Tính cách như thế nào? He's helpful, right? He's helpful. Cậu ấy tốt bụng, cậu ấy hay giúp đỡ người khác. Okay? Hey. Now let's see. He's Australian. He's helpful. Okay? Now the next part is reading. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần tiếp theo, phần reading, phần đọc. Exercise number one. Number the sentences in the correct order. Hãy đánh số các câu theo thứ tự đúng. So which one is number one? Here, okay. I have a new classmate. She's Japanese. Tôi có bạn cùng lớp mới. Cô ấy có quốc tịch Nhật Bản. So which one is number two? Here, okay. In Japanese. Is she from Tokyo? Tokyo, Japanese. Is she from Tokyo? Người Nhật Bản, cô ấy đến từ uh, thành phố Tokyo phải không? No, she isn't. She's from Kyoto. Không phải, cô ấy đến từ thành phố Kyoto. Okay. Which one is number four? Here. That's a beautiful city. What's she like? Đó là một thành phố đẹp Cô ấy như thế nào? Tính cách cô ấy như thế nào? She's kind and friendly okay. Cô ấy tốt bụng và thân thiện okay. Now let's check Excellent Alright, now let's move on to the next part Reading Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo Phần reading Now exercise 2 Read and take true or false ở phần bài tập số 2, chúng ta hãy cùng nhau đọc bài viết và hãy tiết đúng sai cho những phát biểu bên dưới nhé. Number one, Annie is American. Annie có quốc tịch Mỹ. True or false? Đúng hay sai? Number two, she lives in Sydney. She lives in Sydney. Cô ấy sống ở đâu? Ở thành phố Sydney ở Úc. True or false? Đúng hay sai? Number three, she helps teacher find books in the library. Quá giúp đỡ giáo viên tìm sách trong thư viện. Rule of Number four. She is helpful and active. quay tốt bụng và năng động. Rule of four. Okay. Now let's read the passage first. Okay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài viết trước nhé. This is my new pen friend Annie. She is Australian. She lives with her parents and her younger sister in Sydney. Annie is helpful. At home, she plays with her sister. She also cooks meals with her parents. At school, she is a library helper. She helps pupils in Grade One and Grade Two 5 books and is also an active girl. She likes playing sports. She is really good at basketball and roller skating. Đây là người bạn mới của Đây là người bạn qua thư mới của tôi tên là Annie. Cô ấy có quốc tịch Úc. Cô ấy sống cùng bố mẹ và em em gái ở thành phố Sydney ở Úc. Annie tốt bụng. Annie thì sao? Tốt bụng. Ở nhà cô ấy chơi với em, cô ấy nấu ăn cùng với bố mẹ. Ở trường cô ấy là một người trợ giúp của thư viện, cô ấy giúp học sinh lớp 1 và lớp 2 tìm sách. Annie cũng là một cô gái năng động. Cô ấy thích chơi thể thao. Cô ấy Uh, rất là giỏi chơi môn bóng rổ và trượt ba tinh. Alright. So number one, Annie is American. Annie là uh, người Mỹ. Annie có quốc tịch Mỹ. True or false? False. Okay. Vì sao trong bài Annie có nói gì? She is Australian. Cô ấy là gì? Uh, Cô ấy là người Úc. Cô ấy có quốc tịch Úc. Right? Now number two, She lives in Sydney. Cô ấy sống ở Sydney. True or false? True. Okay. Vì sao trong bài Annie có nói gì? She lives with her parents and her younger sister in Sydney. Cô ấy sống cùng bố mẹ và em gái ở ở Sydney, ở thành phố Sydney, ở Úc. Right? Như vậy câu số 2, true. Đúng. Number 3. She helps teachers find books in the library. Cô ấy giúp đỡ giáo viên tìm sách trong thư viện. True or false? False. Vì sao? Trong bài có nói gì? She helps, she helps people in grade 1 and grade 2 five books. Cô ấy giúp đỡ học sinh lớp 1 và học sinh lớp 2 tìm sách, chứ không phải là giáo viên. Cô ấy giúp học sinh lớp 1 và lớp 2, chứ không phải là giúp giáo viên. All right? Như vậy, chúng ta sẽ chọn đáp án sai cho câu số 3. Number 4, she is helpful and active. Cô ấy là, cô ấy là một người tốt bụng, là một người năng động. True or four? True. Okay. Vì trong bài có nói gì She helps pupils in grade 1 and grade 2 fiber Annie is also an active Cô ấy giúp đỡ bạn học sinh lớp 1 Bạn học sinh lớp 2 tìm sách Trong thư viện Rồi Annie cũng là một cô gái năng động nữa Như vậy Annie là một cô gái tốt bụng Và năng động right? Câu số 4 này đúng okay Now let's check Excellent Now let's move on Now let's move on to the last part. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần cuối cùng, phần writing, phần viết. Exercise 1, make sentences. Ở phần bài tập đầu tiên, hãy viết thành câu hoàn chỉnh dựa trên những thông tin đã cho. Sắp xếp câu, viết lại thành câu hoàn chỉnh. Ok, so number one Is what nationality your new English teacher? So, đây là một dạng câu hỏi. Đúng không? Đang hỏi quốc tịch Giáo viên môn tiếng Anh mới của bạn có quốc tịch là gì, đúng không? Thì đây là một dạng câu hỏi có từ để hỏi như vậy. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng từ để hỏi what, what nationality, what nationality. What nationality? Tiếp theo là động từ to be a, your new English teacher, okay? What nationality is your new English teacher? Giáo viên môn tiếng Anh mới của bạn á, có quốc tịch là gì, okay? Number two, a hey, Japanese. His friend, bạn của anh ấy có quốc tịch Nhật Bản, đúng không? Như vậy ở đây sẽ là gì? His friend is Japanese, Ok okay. Now number three, she's helpful, Hoping her classmates because she likes. À, cái gì đây? Cô ấy thích giúp đỡ các bạn cùng lớp bởi vì cô ấy tốt bụng cô ấy tốt bụng bởi vì cô ấy cô ấy thích giúp đỡ các bạn cùng lớp bởi vì cô ấy tốt bụng đấy right? she likes she likes helping her classmates because she's helpful okay cô ấy thích giúp đỡ các bạn cùng lớp bởi vì cô ấy tốt bụng number four my very friendly new friend is tính active cái gì trước nha my đào ừ, đầu câu viết hoa đúng không my my gì my new friend okay. tiếp theo sẽ là động từ to a my new friend a very friendly and active okay. À, bạn mới của tôi thì rất là thân thiện và năng động right now let's check excellent And exercise 2, let's write. ở phần này sẽ là phần viết. Write about your pen friend. Hãy viết về một người bạn qua thư, về một người bạn tâm thư á, người bạn qua thư. Uh, what's your pen friend's name? What nationality is he or she? What he or she like? What activities does he or she do? Và nội dung của bài viết chúng ta phải nói được tên người bạn qua thư đó là gì à, người đó có quốc tịch là gì người đó như thế nào và người đó thường làm những hoạt động gì đúng không ở đây cô có bài mẫu như sau this is my new pen friend Tom he is British he is helpful at home he sets the table and washes the dishes at school he is a classroom helper he helps his teacher clean the board đây là một người bạn qua thư mới người bạn tâm thư mới của tôi tên là Tom cậu ấy có quốc tịch anh cậu ấy là người anh cậu ấy tốt bụng ở nhà cậu ấy làm sao chuẩn bị bài biện à đồ ăn lên bàn rửa chén ở trường thì cậu ấy ở trường thì cậu ấy là người trợ giúp của lớp học Gọi giúp giáo viên lau bảng Alright Ở đây mình có set the table Tức là chuẩn bị bày biện đồ ăn lên bàn wash, wash the dishes Wash the dishes Là gì? Rửa chán Đồng nghĩa với do the dishes Do the dishes, wash the dishes Có nghĩa là rửa chán nhé yeah. Ok We stop here Thank you so much for your listening See you next video Bye như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong unit 3 chủ đề My foreign Fra my my foreign friends những người bạn người nước ngoài của sách bài tập tiếng Anh lớp 5 Global Success. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye and see ya.